khám phá hình ảnh về ngôi đền Việt Nam độc đáo giữa nước Pháp Hoài Nam Nghĩa Sĩ Miếu. Hoài Nam Nghĩa Sĩ Miếu hay còn gọi là đền tưởng niệm người Đông Dương. Đây là một ngôi miếu thờ do khí phủ Pháp xây dựng tại Nogent-sur-Marne, Paris, khánh thành ngày 09 tháng 06 năm 1920 để tưởng niệm những người Việt Nam in trên đất Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Thực chất, ngôi đền đã được xây dựng vào năm 1905, nhưng thời điểm đó chỉ là một ngôi nhà bằng gỗ dựa theo kiểu thức của đình Bà Lụa. Sau đó thì được chuyên chở sang Pháp để tham dự triển lãm năm 1906. Đến năm 1907, Pháp lại tiếp tục đem cô trình này triển lãm lần hai tại khu vườn thuộc địa, cũng ký là vị trí ngôi miếu thờ ngày nay. Ngày 9 tháng 6 năm 1920, đền kỷ niệm Đông Dương đã được khánh thành. Do chất lượng nghệ thuật của tòa nhà, năm 1965 công trình đã được đưa vào danh mục các công trình lịch sử. Nhưng vì cô việc bảo trì không được làm đầy đủ, sau một thời gian dài tòa nhà đã bị hư hỏng đáng kể. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, phần lớn lính hỗ trợ Pháp chống quân Đức là người Việt Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc, có đến hơn 1.500 lính thợ Việt Nam hy sinh. Do đó, chính phủ Pháp mới dành một phần trong vườn thuộc địa để xây dựng nên một đền tưởng niệm các binh lính trận Đông Việt Nam. Việc này được giao cho thống sứ Bắc Kỳ, sau đó báo lại cho tòa khâm sứ để xin một đạo sắc văn gửi tới đặt trong nghĩa sĩ miếu để an ủi hồn thiêng. Nội ung của sắc văn như sau: Đại Nam Hoàng đế sắc bàn cho lính chiến, lính thợ qua tay, ngày trước vâng lời dụ của trẫm ứng mộ qua quý quốc. Có người làm việc lập công không nề lao khổ, có người cầm gươm khoác giáp dũng cảm xông lên, nhiệt thành với lân bang, hết lòng trong nghĩa vụ, không may mà chết. Người đời từ trước ai không chết, chết vì việc nước, chết cương thường là chết được đúng chỗ, chết có tiếc gì. Nhưng ông coi đất lạ, thân quyến ngóng trông, nhắc tới việc ấy, trẫm rất thương xót. Nay võ công cáo thành, lập đền kỷ niệm ở quý quốc để thờ cúng, linh sản ngàn thu nhờ đó được cúng tế tiếc thương. Anh hùng muôn thở ngàn qua nơi ấy ngẫm nghĩ nhớ nhung, nếu có thiền thì nơi chính suối cũng được an ủi. Kính thay. Tổng hợp những hình ảnh nội thất phía bên trong đền nữ sĩ Đông Dương. Nội thất đền nữ sĩ Đông Dương. Hành lang nơi đền kỷ niệm. Đây đều là những bức ảnh đẹp và hiếm có. Đền tưởng niệm lối vào chính. Sắc chỉ của vua Khải Định cung hiến nghĩa sĩ từ, ngôi đền kỷ niệm những người Đông Dương chết vì nước Pháp trong đệ nhất thế chiến 1914 đến 1918. Những hình ảnh phía bên ngoài và xung quanh của đền tưởng niệm tử sĩ Đông Dương. Đền tưởng niệm mặt sau bên hồ nước. Những chi tiết cận cảnh của đền tưởng niệm ở mặt chính. Vườn thuộc địa cây cầu Campuchia. Trong vườn thuộc địa viện nông học thuộc địa quốc gia. Sân vọt của đền tưởng niệm. Hiên ngoài của đền tưởng niệm và nhà tang lễ.
góc chụp xa hướng về đài tưởng niệm chiến tranh Campuchia và Lào. Lăng Alexandre von Đài tưởng niệm chiến tranh Campuchia và Lào. Lăng Marseille. Lăng Montpellier. Tượng đài người chết Công giáo. Trong vườn thuộc địa ngõ của Giá Treo. Trong vườn thuộc địa Bơ Gâu Giòn. Lăng Burger AC. Đài tưởng niệm người lính A Nam chiến thắng ở Toulouse. Chùa lưu niệm ở Preyu. Portico ở lối vào lối đi dẫn đến đền tưởng niệm. Vườn thuộc địa Neuengersmann, ngôi nhà xứ Nam Kỳ hay nhà các hương chức Nam Kỳ trong thời gian đệ nhất thế chiến. Sau này là đền kỷ niệm tử sĩ Đông Dương, hy sinh vì nước Pháp trong đệ nhất thế chiến 1914 đến 1918, bị đốt cháy rụi năm 1984. Đền tử sĩ Đông Dương. Một góc chụp cận cảnh ngôi đền cổng phía nam. Đền ứ sĩ Đông Dương, mặt tây nam hồ nước và mặt đứng phía sau. Đền ứ sĩ Đông Dương sân phía trước. Sân chính của đền tưởng niệm Đông Dương. Đỉnh đồng trên sân đền tử sĩ Đông Dương. Sân danh dự phía trước đền kỷ niệm ứ sĩ Đông Dương. Ngôi nhà Nam Kỳ. Nhà Nam Kỳ nhìn từ hướng Tây Bắc. Những quan chức Pháp cũng thường đến đây để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Đài tưởng niệm riêng dành cho các ứ sĩ An Nam, theo Công giáo được xây dựng gần phía góc phải của đền tử sĩ.
Để xem được video chất lượng 4K, bạn phải điều chỉnh trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại của bạn về chế độ xem video 4K, thì các bạn mới có thể xem được video chất lượng sắc nét nhất.